Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào quý vị khách hàng. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án Cát Tường Phú Hưng thì em cũng ra một cái video khá là đặc biệt mà để trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các anh chị khách hàng gửi về cho em tại thời điểm gần đây. Thì anh chị có hỏi là hiện tại dự án Cát Tường Phú Hưng là có thay đổi nhiều không và có nhiều nhà dân đã vào xây dựng chưa, cũng như là phía bên khu công nghiệp Đồng Xoài 3 ấy, thì hiện tại đã có công nhân vào làm việc chưa. Thì để trả lời hai câu hỏi này thì hôm nay em làm cái video này, em quay từng tuyến đường cụ thể, từng block cụ thể để cho các quý vị, các anh chị khách hàng có thể rõ hơn. Thì em đang bay dọc cái đường tuyến tránh quốc lộ 14 vào lúc 6:30 nha quý vị. Thì hiện tại đường buổi sáng là anh chị công nhân đi làm rất là đông. Và tiếp theo ấy là quay lại dự án Cát Tường Phú Hưng của chúng ta. Thì số căn nhà đang xây của dự án là bao nhiêu? Thì trước tiên ấy là block đầu tiên, em xin giới thiệu tới quý vị khách hàng là block C3 nha quý vị. Thì hiện tại có một căn đầu tiên đang xây ấy, là anh chị khách hàng này là hai tầng trên ấy là sẽ ở và bên dưới sẽ kinh doanh là điện nước. Và bên hai căn tiếp theo là hai căn mà bên công ty tư vấn xây dựng của Đồng Xoài người ta làm ở đây thì cũng được khoảng 6 tháng rồi. Và kế tiếp cái block C3 sẽ block C2 thì hiện tại đã có 6 căn hiện hữu rồi nha quý vị. Thì 6 căn này thì đã có 4 căn là đã đi vào ở và làm việc rồi, và còn hai căn thì đang treo biển cho thuê. Thì trong số 4 căn mà đã vào rồi ấy thì có một căn là cho bên phía chuyên gia của khu công nghiệp Đồng Xoài 3 thuê với một mức giá là 25 triệu một tháng. Và mức giá này cũng là cái mức mà giá cao nhất của dự án Cát Tường Phú Hưng mà cho thuê tại thời điểm hiện tại nha quý vị. Thì qua block C2 sẽ qua block C1. Thì block C1 là hiện tại có 3 căn, thì hai căn đầu tiên là cũng có người ở rồi nha quý vị. Và căn gần cộng nhất hiện tại ấy là của một cô chú ở trên Đồng Xoài xuống đây xây nhà, thì cô chú cũng là một trong những người mà về xây dựng sớm nhất tại dự án Cát Tường Phú Hưng. Và tiếp theo ở phía mặt bên trong của block C1 là có một căn nhà đang xây ấy, thì căn này là làm quán cà phê nha quý vị khách hàng. Thì căn này làm quán cà phê căn góc thì rất là tuyệt vời, ngay cộng dự án luôn. Và quán này thì cũng có kết hợp làm văn phòng bất động sản luôn nha quý vị khách hàng. Và đi qua cổng của dự án Cát Tường Phú Hưng, chúng ta sẽ tới cái block tiếp theo, đó là block B2 nha quý vị. Thì block B2 này, cái này em đánh dấu nhầm, thì block đầu tiên này là block B2 nha quý vị, còn không phải block B1. Thì block B2 này thì có hiện tại có hai căn nhà đang xây, thì là của anh chị khách hàng ở bên Bình Dương ấy. Thì anh chị xây lên, mua đất và xây lên, và anh chị hướng là hướng cho thuê để bên khu công nghiệp thuê. Còn nếu mà không cho thuê thì anh chị cũng có thể là xây lên được giá anh chị bán. Và tiếp theo block B2 là mình sẽ qua block B1 nha quý vị. Thì bên B1 hiện tại ấy, thì cũng có 6 căn nhà. Thì căn đầu tiên sẽ là căn nhà mẫu của bên chủ đầu tư. Và 5 căn tiếp theo thì có 3 căn đã ở rồi và 2 căn thì vẫn đang là nhà thô nha quý vị khách hàng. Đấy, rồi bay dọc theo đường đại lộ Phú Hưng này quý vị khách hàng này, là mình sẽ qua các block đó là A7, A6 và A2, A1. Đấy, thì lúc trước ấy, khu vực bên phía các block A này thì khá là kén khách. Nhưng hiện tại bên này có một điểm cộng rất là lớn, đó là một cái công ty cực kỳ to và to nhất ở trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3 luôn. Đó là công ty của bên tập đoàn Cuco ấy, người ta làm cái nội thất kiểu nội thất sofa đi xuất khẩu nha quý vị. Nên là cái nhu cầu về nhân công hiện tại đang rất là mạnh, nên là những block này hiện tại thanh khoản khá là tốt nha quý vị. Đấy, thì cái công ty này là nó có tổng giá trị là 600 triệu đô nha quý vị, cực kỳ lớn luôn, và xây dựng gấp rút ngày đêm luôn nha quý vị. Đấy, thì khi mà cái nhà máy này lên thì tất cả những block A hiện tại sẽ bán rất ok. Và có một em sẽ chia sẻ thêm một cái thông tin nữa, đó là cuối đường của block A1 này quý vị khách hàng này, hiện tại đã có một cái dự án bất động sản là khu dân cư Tiến Hưng 2 của công ty Thành Phương đã xin được chủ trương 1/500 rồi nha quý vị. Thì hết dịch người ta sẽ cắt cao su và người ta sẽ triển khai dự án luôn. Và tiếp theo thì em sẽ bay dọc cái trục đại lộ Khải Hoàn, cái trục chính đi vào dự án Cát Tường Phú Hưng. Thì trục này được đánh giá là một trong những trục cực kỳ đẹp luôn nha quý vị. Đấy, thì
Đầu tiên là mình sẽ vào block B12. Thì block B12 này ấy, thì cái căn đầu tiên là của chú Hường làm văn phòng bất động sản cũng như là bên xây dựng. Còn căn tiếp theo liền kế sẽ là căn nhà mẫu của chủ đầu tư. Và hai căn tiếp theo thì có một căn của anh chị trên Đồng Xoài về ở và một căn hiện tại đang là nhà trống. Đấy. Và tiếp theo đến hai căn gần quảng trường thì một căn là văn phòng của bên em, bên Công Quyền Land, và một căn là văn phòng của bên Kim Tinh 5 nha quý vị khách hàng. Đấy. Thì qua bên quảng trường ánh sáng là mình sẽ tiếp tục tới cái block D6 nha quý vị khách hàng. Block D6 này cũng dọc cái đại lộ Khải Hoàn ấy. Là hiện tại là hai căn đầu tiên này anh chị này, là hiện tại thì cũng chưa thấy ai vào ở, cũng đang là nhà thô. Đấy. Và kế tiếp theo ấy là hai căn tiếp theo thì đã vào ở rồi, một căn là sẽ làm văn phòng bất động sản. Đấy, hai căn này luôn. Một căn là để ở, một căn là làm văn phòng bất động sản. Và tiếp theo hai căn nữa là cũng đến là của hai anh chị vợ chồng trẻ cũng về đây ở rồi. Thì block D6 hiện tại chỉ còn hai căn là chưa có người vào ở thôi nha quý vị khách hàng. Đấy. Thì hầu như tất cả những căn nhà ở Cát Tường Phú Hưng hiện tại xây rồi là ở vào ở khoảng đến 80% rồi nha quý vị. Đấy. Thì bay ngược lại cái đại lộ Khải Hoàn anh chị này thì mình sẽ gặp ngay cái block đầu tiên là block E1 nha quý vị. Thì block E1 mặt trong hiện tại đã có một nhà đã xây, đang xây và đang tập kết vật liệu xây dựng nha quý vị. Thì tiếp theo là mặt tiền đại lộ Khải Hoàn. Thì hai căn đầu tiên này cũng có người vào ở rồi nha quý vị. Và hai căn tiếp theo này cũng vào ở luôn rồi anh chị này. Đấy, phía bên này thì khá là nhiều. Đấy, tiếp theo cái trục mặt sau của block E ấy, đang có một căn nhà, căn góc là xây 1 trệt 2 lầu 1 lưng. Là căn này là vừa làm quán cà phê vừa làm bên văn phòng bất động sản nha anh chị. Thì cái căn 1 trệt 2 lầu này xây lên cái là block E1 là tăng giá lên một mức mới luôn nha quý vị khách hàng. Thì block này thì khá là đẹp và nó lại gần trung tâm thương mại nên cái view nó khá là thoáng nha. Đấy, thì anh chị nào mà lên Cát Tường Phú Hưng nếu có dịp thì ghé qua văn phòng em. Đấy, văn phòng em ở gần ngay quảng trường ánh sáng ấy, ngay đại lộ Khải Hoàn đường vào luôn. Đấy, đại lộ Khải Hoàn là cực kỳ đẹp. Đường đại lộ Khải Hoàn này thông thẳng qua khu công nghiệp Đồng Xoài 3 nha quý vị anh chị. Đấy, và nó thông thẳng lên cái đường Phan Bội Châu của thành phố Đồng Xoài Bình Phước ấy. Đấy, tiếp theo là em sẽ bay dọc cái trục đại lộ Danh Nhân. Các block B thì block B này B10 này này thì có 6 căn nhưng mới có một căn vào ở thôi, là bán bún đậu mắm tôm cũng rất là ok nha anh chị. Và 5 căn còn lại là đều là khách Đồng Xoài mua và hiện tại là cũng chuẩn bị là người ta vào hoàn thiện để người ta vào ở rồi. Thì khu Cát Tường Phú Hưng hiện tại là cái nhu cầu ở đang rất là cao nha quý vị khách hàng. Toàn là người Đồng Xoài về mua để vào để ở thôi. Ngày trước không mua, nay đắt cũng mua. Đấy, thì qua bên block C. Thì block C là một trong những cái khu block mà xây nhà nhiều nhất nha quý vị khách hàng. Chiếm một nửa số nhà xây của dự án Cát Tường Phú Hưng luôn. Và khu này thì đã công chứng rồi. Nên khu block C á, thì hiện tại là biến động giá khá là mạnh nha quý vị. Đấy, khu C bây giờ nền thường cũng phải rơi vào khoảng là 900-950 một nền rồi. Đã công chứng nha quý vị. Đấy, thì trục đại lộ Danh Nhân này thì khá là đẹp. Và đại lộ Danh Nhân thì nó thông thẳng ra phía bên bên khu đường Trường Chinh nha quý vị. Đường Trường Chinh là một trong những cái đường mà được chờ đợi nhất tại thành phố Đồng Xoài hiện tại. Và nó là đường liên khu công nghiệp, nối kết nối 5 khu công nghiệp lại với nhau luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ được chờ đợi. Và mặt tiền đường Trường Chinh này hiện tại đang bán với một mức giá là 320 triệu một mét ngang nha quý vị. Đấy, nó ngang ngửa, nó cao hơn cả bên của dự án bên mình đấy. Đấy, thì em sẽ bay một cái đường là dọc đường Trường Chinh 32m. Thì quý vị anh chị có thể thấy là những cái lô mà thuộc block C hiện tại đã có 3 căn nhà. Thì xây cấp 4, xây tự do luôn. Đã xây rồi nha quý vị. Đấy, khu này 4 căn, có một căn mình nhìn đây nó bị lấp cái tờ bạt. Đấy, 4 căn nha quý vị. Thì bên C là xây nhiều nhất. Và qua đại lộ Danh Nhân là mình sẽ đi qua khu E. Thì khu E thì xây nhiều nhất là chỉ có cây khu E1. Còn những cái khu E phía ngoài này ấy thì hiện tại thì chưa thấy căn nào lại xây.
Nhưng mà theo thông tin từ em nắm bắt ở bên phía anh Nam ở bên xây dựng của tập đoàn Cát Tường, quản lý trực tiếp dự án Cát Tường Phú Hưng, thì hiện tại có khoảng hơn 200 bộ hồ sơ đang chờ để xây nhà ở bên phía Cát Tường ấy. Thì dự kiến là xong dịch thì khu Cát Tường Phú Hưng của chúng ta sẽ xây dựng rất là nhiều nha quý vị. Đấy. Block tiếp theo là block G. Thì block G là nó có cái trục đường là đường N10 này, khá là đẹp anh chị này, và nó là thông ra đường Trường Chinh ấy. Thì block G hiện tại thì em thấy giao dịch khá là trầm, nhưng mà về cái địa thế của nó thì cực kỳ đẹp. Nó thông ra đường Trường Chinh, đường 32m, và nó lại gần cái đường N10. Đấy, cũng là đường 32m luôn. Thì cái tương lai tăng giá nó rất là mạnh. Tại vì hiện tại thì các anh chị là hay chuộng những cái khu C, khu có sổ rồi ấy. Đây là những block mà block G hoặc block B ấy, thì hoặc block A thì anh chị ít quan tâm hơn. Đấy, thì mình sẽ bay dọc theo cái block E nha quý vị. Đấy, block E hiện tại thì giao dịch 5 x 16 khoảng 820, 830 nha quý vị. Đấy. Rồi tiếp theo là mình sẽ bay qua cái khu vực block D nha quý vị anh chị. Đấy, block D là khu mà có cái chợ đêm cực kỳ sầm uất, đẹp nhất luôn. Đấy, thì qua block D ấy, thì gặp block đầu tiên là block D4. Thì hiện tại block D4 là xây dựng khá là nhiều căn. Đầu tiên anh chị có thể thấy trên màn hình ấy là văn phòng bất động sản nha anh chị. Đấy, và cái khu chợ đêm, nhà xây nhưng chợ đêm vẫn xây thêm ký ốt nha quý vị. Thì hiện tại là bên chủ đầu tư cũng có làm thêm 40 căn ký ốt màu trắng anh chị thấy ấy, là để cho thuê thêm, là cho thuê 2 triệu một tháng ấy. Đấy, vì trước dịch khu này rất là đông, đông cực kỳ luôn. Đấy, và 3 căn nhà đã xây rồi và 1 căn góc thì đang xây đấy. Thì những vị trí này đều kinh doanh hết, em hay ra đây mua đồ ăn mà. Đấy, tiếp theo là đến cái lô góc mà anh chị thấy có cái container đang đặt đấy. Đấy, lô góc công viên trục đường lớn ấy, là khách hàng của em mua là 6 tỷ và hiện tại ấy là anh đang cho thuê mặt bằng với giá trị là 17 triệu một tháng. Đấy. Và một cái em sẽ bay một cái trục đường từ phía bên công viên The Angel qua. Đấy, thì phía bên này qua thì đường D4 20m, lộ giới 20m dọc theo công viên The Angel. Thì đường này sẽ chạy thẳng ra cái công viên Bảy Kỳ Quan nha quý vị. Đấy, thì chốt lại thì theo em ước tính thì dự án Cát Tường Phú Hưng của chúng ta hiện tại là xây thêm 50 căn nhà. Và 50 căn này thì có khoảng 40 căn là đã vào ở rồi. Tiếp theo chủ đầu tư cũng xây thêm là 40 căn ký ốt và cũng cho thuê xong hết rồi. Đấy, và hiện tại những vị trí đẹp của dự án Cát Tường Phú Hưng hiện tại đang cho thuê mặt bằng với một mức giá khá là ok nha quý vị. Và tiếp theo nữa, đó là hiện tại theo thông tin chính xác từ anh Nam bên xây dựng trực tiếp quản lý dự án Cát Tường Phú Hưng, thì hiện tại có khoảng 200 bộ hồ sơ đang xin cấp phép để xây dựng ở dự án Cát Tường Phú Hưng. Thì sau dịch thì em nghĩ là cuối năm nay dự án Cát Tường Phú Hưng của chúng ta sẽ bùng nổ thêm một mức giá mới. Và bên phía công viên này cũng là một trong những vị trí đẹp anh chị này, cũng có một căn nhà của bên quý vị khách hàng cũng về đây xây. Thì quý vị khách hàng nào đang xem video này của em mà thấy video của em hay và bổ ích thì hãy cho em một like và nhấn đăng ký kênh nha quý vị. Và nếu quý vị khách hàng nào mà muốn ký gửi sản phẩm dự án tại dự án Cát Tường Phú Hưng thì hãy gọi về cho em qua số điện thoại là 0983023974. Thì em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách hàng và hẹn gặp lại quý vị khách hàng ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.